lại mang mình cho làm vật thí nghiệm đây. Nào mình làm gì mình làm đi. Rồi. À trong này có cục sắt đúng không? Rồi rồi, mày tưởng tao không biết sao? Mày định lừa mèo hay sao? Rồi rồi rồi. Trời, cái này quá đơn giản. Đây này. Đấy, chuẩn chưa? Mày tưởng tao đoán chuẩn chưa? Trời, cái trò này là cái trò mèo thôi. Rồi, cây dứa đúng không? Rồi, mày nhìn tao này. Rồi 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 rồi. Lại dứa rồi. Đúng chưa nhỉ? Đúng chưa rồi. Đấy, tao bảo dứa gần. Mày là mày lừa tao rồi á, mày không lừa được tao đâu. Nào, bốn cái gì, ok. Rồi, à đây, nó chỗ này đây. Rồi, rồi, mày chúc đi, mày cứ chúc thoải mái đi, không vấn đề gì. Nào, mày chúc cái nào. Rồi, tao biết nó chỗ nào rồi. Nào, chả quá là dễ luôn. Nào, đây này. Đúng không? Đấy, tao đã bảo đấy gần. Mày sao mà lừa tao.